Tôi là đầu bếp trong Quảng Nam ra làm món bê thui cầu móng. Tôi tên Hoàng. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn về món bê thui cầu móng, một đặc sản của Quảng Nam. Là bê thui cầu móng là quay nguyên một cả một con bê, không tẩm ướp bất cứ một gia vị gì. Trên dần than hoa là khoảng tầm 2 tiếng tùy theo. Sau đấy là quay chín rồi thì tôi sẽ xẻo ra từng mảng thịt vẫn còn nóng. Thái tùy theo các bạn muốn thái con chì, thái vuông hay thái lát mỏng. Sau đấy thì để chấm với lại mắm cá cơm của Đà Nẵng. Mắm cá cơm làm rất kỳ công. Đấy là có cá cơm, cá thu xay, gừng ta, tỏi ta, ớt và những cái gia vị khác. Sau đấy thì thái dưới chín, xay nhuyễn để bỏ vào. Thì rau của tôi thì gồm có là gì? Rau tía tô, đinh lăng, rau cải con, rau salad và diếp cá, giá đỗ và cùng với chuối xanh, ớt xanh trong Đà Nẵng gửi ra. Các bạn có thể thưởng thức theo cách một là để nguyên miếng chấm cùng rau và như thế, hai nữa là gì, cuốn với bánh đa nem rất ngon các bạn.